Kính chào thầy cô và các bạn, em là Huỳnh Thị Hồng Nhân, đến từ chi đoàn 11AB4. Hôm nay em xin được trình bày ca khúc Thương ca tiếng Việt được viết bởi nhạc sĩ Đức Trí, lời Hào Anh Minh. Xin mời thầy cô và các bạn cùng lắng nghe. Thực hiện đúng 5K để cùng chúng em vượt qua mùa dịch này, em xin hết.